9 lưu ý khi nhận thưởng xổ số độc đắc mà bạn không thể bỏ qua. 1. Điều kiện của vé số lĩnh thưởng. Điều kiện của vé số lĩnh thưởng còn phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, thì công ty xổ số kiến thiết tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Căn cứ vào quy định nêu trên, công ty xổ số kiến thiết quy định tại thể lệ tham dự xổ số cụ thể về điều kiện của vé lĩnh thưởng, các trường hợp vé bị rách rời và vị trí bị rách rời được xem xét để thẩm tra, quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho khách hàng, căn cứ theo điều 31 thông tư 75/2023 thông tư của Bộ Tài chính. 2. Thời hạn lĩnh vé số trúng thưởng. Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Công ty xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được ủy quyền. Thời gian thanh toán vé xổ số trúng thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với từng người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng. Đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ theo điều 30 thông tư 75/2013 thông tư của Bộ Tài chính nêu rõ. 3. Bí mật thông tin trả thưởng vé số trúng thưởng. Khách hàng trúng thưởng được quyền yêu cầu công ty xổ số kiến thiết đảm bảo bí mật các thông tin như sau: tên, địa chỉ nơi cư trú, thời gian, địa điểm lĩnh thưởng, số tiền và mục đích sử dụng số tiền trúng thưởng. Trong trường hợp không có yêu cầu, công ty xổ số kiến thiết được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham dự xổ số cần biết. Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm cung cấp thông tin người trúng thưởng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, được nêu rõ tại điều 32 thông tư 75/2013 thông tư Bộ Tài chính nêu rõ. 4. Quản lý vé số trúng thưởng. Các vé số trúng thưởng sau khi trả thưởng phải được đục lỗ hoặc đóng dấu đã trả thưởng trên tờ vé số để đảm bảo không bị lợi dụng để lĩnh thưởng. Vé số trúng thưởng phải được lưu giữ cùng cuống vé xổ số hoặc phần lưu của vé xổ số để đảm bảo các yêu cầu đối chiếu, xác định danh tính, chính xác, trung thực của tờ vé số đã trả thưởng. Thời hạn lưu giữ vé xổ số trúng thưởng tối thiểu là 5 năm kể từ ngày hết hạn trả thưởng. Thủ tục tiêu hủy vé số trúng thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định 129/2004 Nghị định Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có, được nêu rõ tại điều 35 thông tư 75/2013 thông tư Bộ Tài chính nêu rõ. 5. Trúng xổ số phải đóng những loại thuế nào? Đây là quy định đã được nêu rõ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết truyền thống lẫn hiện đại. Người chơi xổ số cần nắm được để khỏi ngỡ ngàng trước số tiền thuế mà mình phải đóng khi trúng số. Loại thuế mà người chơi trúng số phải nộp đó là thuế thu nhập cá nhân. Thuế này áp dụng đối với trường hợp người chơi trúng giải thưởng với giá trị tiền thưởng lớn hơn 11 triệu đồng. Theo điều 15, thông tư số 111/2013, thông tư Bộ Tài chính nêu rõ. 6. Trúng số đóng bao nhiêu % thuế thu nhập cá nhân? Theo thông tư số 111/2013 thông tư Bộ Tài chính thì người trúng số sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% của số tiền vượt quá 11 triệu đồng. Ví dụ như bạn trúng giải phụ của giải đặc biệt xổ số miền Bắc có giá trị tiền thưởng là 20 triệu đồng. Bạn sẽ phải đóng thuế 10% của 9 triệu đồng. Nghĩa là số tiền thuế thu nhập cá nhân bạn phải nộp cho nhà nước là 10% của 9 triệu đồng bằng 900.000 đồng. Trường hợp người chơi trúng nhiều giải với tổng số tiền thưởng lớn hơn 11 triệu đồng thì không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 7. Đóng thuế thu nhập cá nhân nếu trúng số khi nào? Theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam, miền Bắc, miền Trung hay Vietlott thì thời điểm mà người chơi phải đóng thuế thu nhập cá nhân là khi cơ quan phát hành xổ số trả thưởng cho người trúng. Số tiền thuế sẽ được trừ trực tiếp vào 10% số tiền vượt thưởng quá 11 triệu đồng mà người chơi được hưởng và chuyển vào ngân sách nhà nước. Do đó, khi nhận thưởng, người chơi sẽ được lĩnh đủ số tiền sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ, bạn trúng giải đặc biệt xổ số kiến trúc miền Trung là 2 tỷ đồng, thì số tiền bạn thực nhận sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân là 1 tỷ 801 triệu đồng. 8. Trúng số Vietlott có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Trong các loại hình xổ số tại Việt Nam, xổ số Vietlott là hình thức chơi thu hút rất đông người chơi và giá trị giải thưởng gấp hàng chục lần so với các loại hình xổ số kiến thiết truyền thống hiện nay. Theo quy định của pháp luật, người chơi trúng thưởng Vietlott vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi số tiền trúng thưởng vượt quá 11 triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị tiền thưởng của xổ số Vietlott rất cao nên thuế thu nhập cá nhân được chia ra nhiều mức khác nhau, cụ thể như sau. Trúng số dưới 5 tỷ đồng, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 10%. Trúng giải từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 20%. Trúng giải giá trị trên 10 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân bạn sẽ phải đóng là 30%. 9. Những lưu ý khi nhận giải và đóng thuế trúng số. Để nhận thưởng khi trúng số, người chơi cần xuất trình các căn cứ pháp lý để chứng minh nhân thân của mình như chứng minh thư hay thẻ căn cước công dân cùng hộ chiếu, vé số trúng thưởng. Đặc biệt lưu ý, vé số trúng thưởng phải còn nguyên khổ nguyên vẹn, các thông tin trên tờ vé số không bị gạch xóa, vé không có dấu hiệu chắp vá và phải còn thời hạn lĩnh thưởng. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày có kết quả. Thời gian người chơi nhận tiền thưởng và đóng thuế thu nhập cá nhân sớm nhất là sau 60 phút có kết quả tại trường quay và công ty xổ số kiến thiết, chậm nhất là sau 5 ngày kể từ ngày có đơn tiền lĩnh thưởng.